Xin kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý xin tạ ơn Chúa Hài Đồng, xin mau khỏi bệnh, xin ơn trở về cho các thành viên trong gia đình, xin tạ ơn trong ngày sinh nhật con gái, xin cho gia đình được mạnh khỏe bằng an, mau hết bệnh. Cầu cho linh hồn anh Bob, cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và anh chị em đã qua đời, cầu cho các linh hồn nơi luyện hình, cầu cho các linh hồn nơi luyện tội, cầu cho linh hồn Du Xe, Ngô Thanh mới qua đời, cầu cho gia đình được bình an. Oh,
Kính chào quý ông bà và anh chị em. Mặc dù là chúng ta đang là sống trong cơn đại dịch, xã hội Hoa Kỳ đang là trải qua những cuộc khủng hoảng cả về chính trị và kinh tế. Nhưng đêm hôm nay là đêm chúng ta vui mừng, chúng ta hãy quên đi hết tất cả những sự lo âu phiền toái, những cuộc khủng hoảng ở ngoài xã hội. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng vì con Thiên Chúa đã giáng sinh ra cho chúng ta, đã mang lại cho nhân loại ơn cứu độ, bình an và tình yêu. Vì thế trong niềm vui hân hoan đó, chúng ta đang trong cơn đại dịch, chúng ta không bắt tay nhau được, nhưng chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta mừng nhau, mừng ơn cứu độ đã tràn trề đến cho chúng ta. Cùng với những người đang là theo dõi Hiệp Thông tham dự thánh lễ qua màn ảnh nhỏ ở nhà, quý vị ở chung một nhà, vì thế quý vị có thể dùng giây phút này để có thể bắt tay nhau, ôm nhau, hoặc là thể hiện một tình yêu nào đó, một cử chỉ nào đó, thể hiện cái niềm vui của mình. Ngày hôm nay chúng ta được đón rước con Chúa giáng trần trong đêm thánh cực thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Ngài con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dần, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi hóa áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Chúa chúng ta. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Hát lên mừng Chúa hãy chúc tụng thánh giai. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Phú bằng đồ thế ngày ngày loang bao nơi chờ vạn quốc để so vinh hiền ngài. Cả dân đều thấy nhân vi nghiệp tẩy ngài. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Đất màu nhảy múa, trời nào vui lên, biển khơi gầm thét với tất cả hải vượt. Các cây rừng hay há xương cùng nương. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa vì ngài ngự đến, sẽ xử trần thế đúng phép công minh ngài, sẽ xử vạn quốc phán quyết ngài công bình. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta những người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người. Một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng chấn xứ Syri. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua David gọi là Bethlehem. Lên đó khai tên cùng bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Quý ông bà và anh chị em đêm nay có vui không? Vui. Rất là nhiều người cho rằng đêm nay là đêm rất là vui. Và cũng có nhiều người cảm nghiệm rằng đêm Giáng sinh là đêm an bình nhất trong suốt một năm. Bởi vì chúng ta đang đón mừng con Thiên Chúa xuống thế làm người. Một vị vua hòa bình, một vị vua của sự bình an. Và quả thật, mới trước đây vài giờ đồng hồ thôi, chúng ta vẫn còn phải lo tất bật với công ăn việc làm, với cuộc sống, với những tương quan. Và bây giờ chúng ta lại được cùng nhau ở trong ngôi thánh đường này, cùng với nhau mừng lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Điều đó quả là một hồng ân và là một ơn phúc cho mỗi người chúng ta. Thế nên tâm hồn của rất là nhiều người đã cảm thấy thật thanh thản, thật hạnh phúc và thật bình an. Có một lần, Tổng thống Reagan đến nghĩa trang của những người lính Đức và đặt vòng hoa. Và trong lần này, Tổng thống Reagan đã kể lại câu chuyện vào năm 1944, khi cuộc chiến giữa quân đội Đức và Mỹ diễn ra ác liệt, hai bên đang giao chiến với nhau, thì có ba người lính Mỹ đã bị lạc, trong đó có một người bị thương vào trong một khu rừng. Và ở trong một khu rừng này, họ tìm thấy một căn nhà của một người quá phụ và một đứa con trai. Và ba người lính này đã đến gõ cửa
và xin người phụ nữ quá chồng cho mình ăn. Mặc dù trong nhà của bà quá lúc đó chỉ còn đủ đồ ăn cho mẹ và đứa con trai, tuy nhiên người phụ nữ đã hy sinh để dọn bàn ăn ra cho những người lính Mỹ bị lạc đó. Và khi ba người lính mới ngồi vào trong bàn thì những người lính Đức đã tìm thấy và họ đến để gõ cửa cái nhà đang có ba người lính Mỹ kia. Và khi mà nghe tiếng gõ cửa thì người phụ nữ đã biết được đó là những người lính Đức đến để tìm kiếm những người lính Mỹ. Và bà đã nói to lên trong nhà là: hôm nay không có chém giết gì nha, bởi vì đêm nay là đêm con Thiên Chúa sinh làm người, đêm Noel. Và khi mà người phụ nữ ra mở cửa thì những người lính Đức đã gác lại những cây súng ở ngoài cửa và bước vào trong ngôi nhà. Họ cùng với những người lính Mỹ ngồi ăn. Và trong số những người lính Đức tới thì có một chàng sinh viên y khoa, và anh này đã lặng lặng đến để băng bó cho người lính Mỹ đang bị thương. Và cuối cùng sau bữa ăn thì họ lại chỉ đường cho những người lính Mỹ để có thể trở về được với doanh trại của mình được bình yên. Tại sao mà họ lại làm được như vậy? Trong khi cuộc chiến diễn ra căng thẳng, trong khi sự hận thù giữa lính Mỹ và lính Đức lúc đó dâng trào rất là cao, nhưng họ đã gác lại mọi thứ. Họ đã gác lại sự hận thù, họ đã gác lại những tranh chấp để băng bó, để giúp cho nhau. Bởi vì trong tâm hồn của những người lính đó, họ cảm nhận được niềm vui, họ cảm được sự bình an trong ngày lễ Giáng sinh, trong ngày mà con Thiên Chúa đến làm người ở cùng với nhân loại chúng ta. Và như vậy, sự bình an rất cần thiết. Sự bình an trong tâm hồn mỗi người chúng ta sẽ giúp cho chúng ta làm những điều tốt lành đối với tha nhân, đối với những người sống xung quanh chúng ta. Và như vậy, để có được sự bình an đích thực, mỗi người chúng ta hãy cố gắng. Nếu mà hôm nay chúng ta đang còn bất bình với ai trong cuộc sống, nhân tiện đêm Giáng sinh này, chúng ta hãy làm lành, chúng ta hãy làm hòa với họ. Nếu mà trong gia đình của chúng ta, vợ chồng, con cái vẫn còn đang có những khúc mắc, vẫn còn đang có những mâu thuẫn với nhau, chúng ta hãy tận dụng giây phút này để chúng ta làm lành, làm hòa với nhau. Và như vậy, khi mà chúng ta giải quyết được tất cả mọi chuyện, những xung khắc trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thật sự có được sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Và đó mới là ý nghĩa đích thực mà chúng ta cùng với nhau mừng lễ Giáng sinh đêm nay. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, con Thiên Chúa xuống thế làm người không gì khác hơn đó là mang ơn cứu độ cho nhân loại, mang sự bình an tới cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hiện nay và giờ này đang cùng với nhiều người và cùng với các thiên thần của Chúa hát lên khúc hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người thiện tâm. Chúng ta hát lên ca khúc này để mừng kỷ niệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, để thực hiện ơn cứu độ cho
cho nhân loại chúng ta. Đây quả thật là một niềm vui trọng đại, một niềm vui hết sức lớn lao cho nhân loại chúng ta. Bởi vì tình yêu mà Thiên Chúa đã ban chính con một của mình là Đức Giêsu Kitô đến để thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Sở dĩ nhân loại chúng ta vẫn đang lầm lạc trong bóng đêm, sở dĩ nhân loại chúng ta vẫn đang lầm lũi giữa tối tăm, bởi vì chúng ta xa lìa Thiên Chúa, bởi vì cuộc sống của chúng ta không có Thiên Chúa. Điều này được chứng thực trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Sách tiên tri Isaiah đã miêu tả rằng đoàn dân đang lầm lũi trong bóng đêm, được ánh sáng huy hoàng chiếu rọi. Những người dân đang sống trong cảnh tối tăm mù mịt, được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Và ánh sáng đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến để giải thoát nhân loại chúng ta khỏi những sự dữ. Ngài đã đến để giải thoát nhân loại chúng ta khỏi tội lỗi và giải thoát nhân loại chúng ta khỏi tình trạng tâm tối nơi tâm hồn của mình. Đó là một món quà, đó là một hồng ân rất lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu Kitô được sinh ra, đó là một món quà quý giá cho nhân loại chúng ta. Ngài đến để mang hòa bình, Ngài đến để mang sự bình an cho mỗi người chúng ta. Sự bình an mà nguyên tổ Adam và Eva đã đánh mất. Và Chúa Giêsu đã đến để mang lại bình an và hòa bình cho chúng ta. Và khi mà cuộc sống không có sự bình an, cuộc sống không có sự hòa bình, thì chúng ta thấy con người gặp rất là nhiều những hoang mang, những sợ hãi. Và cụ thể, ông Adam và bà Eva, nguyên tổ của chúng ta, khi mà phạm tội bất chung với Thiên Chúa rồi, tâm hồn của hai ông bà cảm thấy rất là bất an. Và từ đó hai ông bà cảm thấy sợ sệt mọi thứ, cảm thấy sợ sệt mọi sự và sợ sệt ngay cả chính Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu Kitô đã đến để giải thoát chúng ta khỏi những sự sợ sệt đó. Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta để phá tan đi những bóng đêm của sự sợ hãi, để xóa tan đi những bóng đêm của tội lỗi, để giúp cho mỗi người chúng ta được bình an và thanh thản hơn trong đời sống của mình khi được gắn kết với lại Thiên Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, như vậy sự bình an mà Đức Giêsu Kitô mang lại cho nhân loại chúng ta thật quý giá. Ngài đã đến để giúp cho tâm hồn của chúng ta được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của sự dữ và giao hòa gắn kết chúng ta với lại Thiên Chúa. Khi đời sống của mỗi người chúng ta có sự gắn kết, có sự nối kết với lại Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi và không còn sợ sệt nữa. Và quả thật, gương mặt của mỗi người chúng ta có toát lên được sự bình an hay không, xuất phát từ trong tâm hồn của chính mỗi người chúng ta. Nếu mà trong tâm hồn của chúng ta vẫn còn đầy rẫy những tội lỗi, vẫn còn đầy rẫy những sự oán thù, vẫn còn đầy rẫy những sự oán ghét tha nhân,
chắc chắn trên gương mặt của chúng ta không thể toát lên được sự bình an. Như vậy, Chúa Giêsu đã đến để giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những vướng mắc, những bóng đêm của sự dữ, của tội lỗi đó, để cho mỗi người chúng ta cảm nhận được niềm vui đích thực, để cho mỗi người chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc đích thực trong đời sống của mỗi người chúng ta. Và sự bình an Chúa Giêsu đã mang đến cho nhân loại của chúng ta rồi. Tuy nhiên, để lãnh nhận được bình an đó, mỗi người chúng ta cần phải có sự kết hợp với ơn thánh của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phải cố gắng nơi bản thân của mình bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và chúng ta cần phải có một tâm hồn thánh thiện, đạo đức, để chúng ta có thể lãnh nhận được sự bình an mà Chúa Giêsu Kitô hôm nay đã mang đến cho nhân loại chúng ta, cho mỗi người chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, sự bình an luôn luôn cần thiết. Sở dĩ thế giới, xã hội chúng ta vẫn còn chiến tranh, vẫn còn những tranh chấp, vẫn còn những bất hòa, đó là do lòng con người của chúng ta chưa có sự bình an đích thực. Trong gia đình của chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà vợ chồng, cha mẹ, con cái không có sự bình an thì chắc chắn sẽ xảy ra những mâu thuẫn, những căng thẳng trong đời sống gia đình của mình. Và trong tương quan với những người khác cũng vậy. Nếu chúng ta không có sự bình an, chắc chắn sẽ xảy ra những xung khắc, những xung đột giữa tất cả mọi người với nhau. Thế nên chúng ta rất cần sự bình an trong đời sống của mình. Chúa Giêsu Hài Đồng hôm nay, Ngài đã đến để mang lại sự bình an đó cho chúng ta. Mỗi người chúng ta cần mở rộng tâm hồn của mình để chúng ta đón nhận sự bình an của Thiên Chúa. Và hôm nay, trong đêm Giáng sinh, tất cả các mục đồng, những người chăn chiên, họ đã biết lắng nghe lời của Chúa. Họ đã biết mở rộng tâm hồn của mình để lắng nghe lời loan báo của các thiên thần. Và họ đã chạy đến nơi máng cỏ, nơi hang đá để chiêm ngưỡng hài nhi Giêsu. Và trong phút giây lặng lẽ đó, chắc chắn các mục đồng họ đã lãnh nhận được sự bình an trong tâm hồn của họ. Và họ cũng bắt đầu đi ra để trao ban niềm vui và sự bình an tới những người khác, như các mục đồng để đón nhận niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng. Mỗi người chúng ta hãy dành những giây phút, những thời gian lặng lẽ trong những giờ cầu nguyện, trong các cử hành phụng vụ, để chúng ta kiến múc ân sủng và sự bình an mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại, để chúng ta cũng trao sự bình an, trao niềm vui đến với những người sống chung, sống cùng với những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúa Giêsu là một món quà rất lớn cho nhân loại chúng ta. Chúng ta đón nhận món quà này, đồng thời chúng ta cũng biết mang món quà mà chúng ta đón nhận đó chia sẻ với những anh chị em của mình, chia sẻ bằng sự nâng đỡ, chia sẻ bằng những lời động viên, chia sẻ bằng sự khuyến khích, khích lệ, để giúp cho tất cả mọi người đều đón nhận được niềm vui, ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô hôm nay đã mang đến cho nhân loại chúng ta. Hy vọng rằng trong đêm Giáng sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, sự bình an. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng trao ban bình an, niềm vui và hạnh phúc tới những người
mà chúng ta gặp gỡ. Và đặc biệt sau thánh lễ này, chúng ta sẽ có những cuộc tụ tập, chúng ta sẽ có những bữa tiệc trong gia đình với nhau. Chúng ta hãy trao nhau lời yêu thương, niềm vui và sự bình an tới tất cả mọi người. Amen. Trong phần đọc kinh tin kính ngày hôm nay, khi đến cầu bởi phép Chúa Thánh Thần, thì xin tất cả mọi người chúng ta cùng quỳ gối để suy gẫm về mầu nhiệm ngôi hai nhập thể và năm người. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, con Thiên Chúa nhập thể làm người để ban cho nhân loại sự bình an và hạnh phúc đích thực. Trong niềm hân hoan mừng con Chúa giáng trần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các đức giám mục được tràn ngập ân sủng của Chúa hài đồng trong đêm hồng phúc này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trên thế giới biết đón nhận và chia sẻ tin vui này cho nhau. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn làm cho danh Chúa được sáng
được rạng sáng qua việc loan báo tin mừng bình an và hạnh phúc tới cho mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trên thế giới được đón nhận dồi dào niềm vui và ơn bình an của Chúa Hài Đồng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã sinh xuống trần gian để giải thoát và ban ơn cứu độ cho nhân loại. Xin thương nhìn đến những ai đang bị áp bức, tù đầy, đau khổ và đang bị giam cầm trong đam mê tội lỗi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trong giây phút thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện riêng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, con Thiên Chúa xuống thế làm người đã đem lại cho chúng con hạnh phúc đích thực. Ước chi tình thương giáng thế luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong cuộc sống còn nhiều gian khổ và thử thách này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là kiếp sống tha hương.
sống xa nhà, quá khứ hiện tại và những phút tương lai. Lễ hiến dâng bao nhiêu tình thương, dâng ngài đầy vơi trọn tâm tình, tin dâng lên. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tên trong đêm Giáng sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân người, người hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là thiên đàng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi quân mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại. Cho thời kỳ Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma chúng con, Đức Giám Mục Phụ Ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn của anh Bob, linh hồn ông bà tổ tiên, cha mẹ, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, linh hồn Anton, linh hồn Giuse mới qua đời, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để những người đang tham dự hiệp thông, tham dự thánh lễ online với chúng ta có thể rước Chúa vào trong tâm hồn. Lạy Đức Chúa Giêsu,
thiên đàng. Lấy tin vui mỗi lời ngày Giáng sinh. Noel nay đã về đây, muôn dân trong tim đang say, hoa cầu hoa lên vang trời mây. Noel tiếng vui rộn ràng, chuông rung ngân vang nhịp nhàng, ngày Thiên Chúa ban muôn bình an. Ông đồng ơi, ông đồng ơi, hãy reo vui, hãy vui mừng, hãy chúc mừng, hãy chúc mừng trong hang sâu, nơi người đau có nơi trời cao, trời cao mang vào là. Thưa anh chị em, trong thánh lễ hôm nay chúng ta đã lãnh nhận một món quà rất là vô cùng quý giá, đó là chính con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể. Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngài, vì thế chúng ta cũng, giáo sư chúng ta có thói quen, chúng ta đi sinh nhật thì chúng ta có quà cho người mừng sinh nhật ngày hôm đó. Những ai mà có quà cho Chúa Hài Đồng, được ban tài chánh có phát cho những cái phong bì, hay nếu anh chị em không có phong bì, có thể dùng bất cứ một phong bì nào, hay là anh Hà Martin có thể cung cấp phong bì cho anh chị em. Giờ đây anh chị em có thể tiến lên đây để tặng quà cho Chúa, và xin nhớ là chúng ta cố gắng giữ khoảng cách 6 feet. Trong lúc mà anh chị em dâng quà cho Chúa Hài Đồng thì
Cả đoàn sẽ tiếp tục hát thánh ca để chúng ta chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu đang nằm trong máng cỏ hang lừa này. Giờ đây anh chị em có thể tiến lên để tặng quà cho Chúa Hài Đồng. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật đấng cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Xin mời anh chị em an tọa trong giây lát. Và giờ đây xin mời ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, ông Mai Công Nghị, xin đại diện cho các hội đoàn trong giáo xứ lên có đôi lời để chúc mừng Giáng sinh quý ông bà và anh chị em. Đêm nay là một đêm thánh vô cùng. Đêm nay là một đêm rất là tưng bừng, bởi vì toàn thể giáo hội trên khắp hoàn vũ mừng kính mầu nhiệm ngôi hai nhập thể. Mặc dầu chúng ta thấy rằng với đất nước Hoa Kỳ hiện nay, cơn đại dịch đã làm cho cuộc sống cũng như sự đi lại và cũng như là những sự giao tiếp bị giới hạn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng chúng ta những người Công giáo đang sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ cũng vẫn nhiệt tình để mà đón mừng Chúa đến. Trong những giây phút tưng bừng và tuyệt vời như thế này, con xin được đại diện cho Hội đồng Mục vụ cũng như toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây, xin gửi đến hai cha lời chúc mừng tràn đầy hồng ân của Chúa trong ngày Chúa đến. Xin Chúa gìn giữ hai cha được hồn an sắc mạnh. Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trước hết con xin được gửi lời chúc mừng đến các ông bà cố. Xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho quý ông bà cố. Và đồng thời tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các anh chị em đang hiện diện nơi thánh đường này cũng như đang ở nhà online xem thánh lễ. Xin Chúa gìn giữ tất cả quý ông bà và anh chị em làm sao thoát khỏi cơn dịch bệnh này để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường và những sinh hoạt của giáo xứ được tấp nập và đô hội hơn những ngày khác nữa. Mong rằng sự đó sẽ xảy đến với giáo xứ chúng ta một ngày rất gần đây. Sau cùng, xin kính chúc hai cha và toàn thể quý ông bà và anh chị em hiện diện nơi đây cũng như đang ở nhà một mùa Noel vui vẻ, đầm ấm, an bình trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thưa anh chị em, như ông Chủ tịch có vừa thưa với anh chị em là mặc dù chúng ta đang là sống trong những hoàn cảnh khó khăn của cơn đại dịch, của biết bao nhiêu là những cái khó khăn nó dồn dập đến với lại chúng ta về kinh tế, chính trị, mọi thứ đang là ồn ào, hỗn loạn. Nhưng tất cả những cái điều đó không thể nào mà ngăn cản chúng ta đến với Chúa, đặc biệt là đến nhà thờ để cùng nhau tham dự thánh lễ đông đảo như thế này. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với lại một anh ở dưới Mesa. Tôi khi mà nói chuyện xong rồi thì anh tôi mới chào anh. Tôi bảo thôi Chủ nhật gặp lại anh sau. Anh bảo không, ngày mai con đi lễ. 5 giờ rưỡi bắt đầu gia đình chúng con đi. Và đúng thế, ngày hôm nay khoảng 6 giờ là gia đình của anh đã có mặt ở nhà thờ này rồi. Như vậy là anh đã đi trước giờ lễ 2 tiếng đồng hồ. Và cũng khoảng 6 giờ là tôi thấy trong nhà thờ đã rải rác ở đây có một số người rồi. Gia đình mà tôi vừa nói là gia đình anh Hòa ở đây, là anh là cựu chủ tịch của cộng đoàn La Vang ở dưới Mesa. Rất là cảm kích vì sự
khao khát muốn gặp Chúa ở tại thánh đường, chứ không phải là qua màn ảnh hay là cái gì. Mặc dù chúng ta không, vì hoàn cảnh chúng ta không thể nào đến tham dự thánh lễ được, chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ qua màn ảnh là một điều rất là khuyến khích, nhưng chúng ta cố gắng hết mọi sự để chúng ta có thể đến được với lại Chúa. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian và cố gắng đến nhà thờ này để cùng nhau mừng đại lễ Giáng sinh ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những người trong dịp này đã gửi thiệp tặng quà cho chúng tôi, quý cha. Xin chân thành cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và ngày hôm nay là thánh lễ buộc, vì thế ngày mai chúng ta còn hai thánh lễ nữa, lễ Giáng sinh và thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng. Thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày mai cũng sẽ được trực tuyến online. Xin anh chị em nếu không thể nào đến nhà thờ được vì lý do này, lý do kia, thì xin anh chị em sắp xếp để cùng tham dự thánh lễ online qua màn hình ảnh nhỏ. Đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung đắp xây dựng giáo xứ, và đặc biệt là trong dịp này đã chuẩn bị cho mùa Giáng sinh trong thánh lễ này một cách rất là nghiêm trang. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn đến anh Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuy đã trang trí đèn điện ở chung quanh nhà thờ cho chúng ta có được một bừng sáng lên như vậy ở những gốc cây. Anh Bùi Đoạn, anh chị em thấy hang đá rất là đẹp, xin anh chị em cùng cảm ơn anh Bùi Đoạn một tràng pháo tay thật lớn. Hang đá tôi thấy năm nay rất là đẹp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Lân, anh chị em thấy Đức Mẹ La Vang bừng lên sáng như vậy là do anh Lân là người mà chụp hình ngày hôm nay, chắc anh cũng rất là khiêm tốn, anh chạy đi đâu mất rồi. Và còn nhiều những vị ẩn danh khác nữa, một vị ẩn danh đã ủng hộ cho giáo xứ 300 đồng để mà lo trang trí trong mùa Noel này. Và ngoài những hai cây thông anh chị em thấy ở trên đây cũng là do anh Minh và anh Kiên và chị Minh ủng hộ. Rồi hoa, anh chị em thấy bừng lên một vườn hoa như thế này thì là do hai người cắm hoa của giáo xứ là anh Minh và cô Monica Tố Tâm. Tất cả mọi người, còn rất là nhiều người nữa đã lau chùi nhà thờ rồi đủ mọi thứ hết để chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm nay rất là sốt sắng. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều, và chúng ta cùng vỗ tay để mừng nhau và cảm ơn nhau. Và như tôi đã hứa với anh chị em là trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát hành lịch treo tường 2021. Hàng năm chúng ta có được lịch treo tường miễn phí để phát cho anh chị em. Năm nay có một số vị ân nhân đã rộng rãi bảo trợ về vấn đề in ấn để chúng ta vẫn có thể tiếp tục có được những cuốn lịch rất là đẹp mắt như vậy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Hùng Hồng, chị Thủy Đậu, bác sĩ Lương Ánh Linh, bà Maria Nguyễn Thị Nhung, ông bà Nguyễn Đình Xanh đã ủng hộ cho việc chi phí in ấn lịch 2021 năm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ân nhân. Và ngày hôm nay khi ra về, mỗi một cha phó bảo cảm ơn anh Đức giúp in. Năm nay nhờ có sự quen biết với lại anh Đức, lịch năm nay chúng ta in rẻ hơn được 1.000. Cảm ơn anh Đức nhiều. Mỗi một gia đình ngày hôm nay khi ra về, chúng ta lấy về ít nhất là một cuốn lịch. Rồi chúng tôi in rất là nhiều. Một gia đình ngày hôm nay chúng ta lấy về một cuốn trước đã, rồi sau 3 thánh lễ, hôm nay và ngày mai 2 thánh lễ, Chủ nhật này anh chị em có thể lấy thêm. Bây giờ mỗi một gia đình chúng ta có thể lấy về một cuốn, hoặc là anh chị em cũng có thể lấy thêm cũng được, nhưng đừng có lấy 3-4 cuốn xong rồi về chúng ta không có xài hết thì nó uổng đi. Nhưng cái nhu cầu của gia đình anh chị em cần 2 cuốn, 3 cuốn, anh chị em cứ việc thoải mái. Anh Hà, Martin, anh Liêm sẽ chút xíu nữa sẽ giúp anh chị em để lấy thêm lịch ra phát cho anh chị em. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã đến tham dự thánh lễ, và xin cầu chúc anh chị em
một mùa Giáng sinh thật an bình, nhiều ơn của Chúa. Và tôi xin mượn lời của Thánh Phaolô để chào anh chị em, chúc anh chị em, và tôi mong muốn là anh chị em cũng sẽ chúc lại cho tôi giống như vậy. Lời của Thánh Phaolô thường chúc cho các dân thành mà Ngài viết thư hoặc là Ngài chào đón anh chị em bằng một câu mà chúng ta rất là quen biết. Thì khi tôi chúc anh chị em thì xin anh chị em cũng chúc lại cho tôi. Chúa ở cùng anh chị em. Merry Christmas. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên Chúa.